Vụ việc có liên quan đến rỉ ghẻ tác động vật lý khiến con chồng tử vong vẫn đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Mới nhất, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ấn định được ngày xử kín vụ việc này. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bé NTVA. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi, quê Gia Lai, bị truy tố về 2 tội danh với mức hình phạt có thể lên tới tử hình. Bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, cha của bé gái, bị truy tố về tội danh khác, tổng hợp khung hình phạt cao nhất là 8 năm tù. Đáng chú ý, phiên xét xử diễn ra vào ngày 21 tháng 7 theo hình thức xử kín. Có 7 luật sư tham gia phiên tòa. Phiên tòa sẽ triệu tập 2 giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM và 5 nhân chứng. Các luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Phạm Công Hùng, Khâu Mỹ Vinh, Nguyễn Ngọc Trâm, Phạm Thị Ngọt, Võ Thị Xuân Thủy, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ quyền lợi cho người liên quan và bào chữa cho các bị cáo. Trước đó vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi tội danh đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, ngụ tại quận 1. Theo luật sư Nữ, diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận phản ánh động cơ phạm tội đê hèn tàn độc. Hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều ngày, nhiều lần, thậm chí cả ban đêm, được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn, cùng phương tiện, xảy ra tại một địa điểm. Cuối cùng Nguyễn Kim Trung Thái có bị thay đổi khung hình phạt hay không? Liệu việc thuê luật sư chuyên nghiệp bào chữa cho hành vi đê hèn của mình có được chấp nhận? Dự kiến phiên tòa sẽ được xử kín vào ngày 21 tháng 7. Một lần nữa, xin được gửi lời chia buồn và mong nạn nhân VA, mong sang kiếp khác, em sẽ được an yên, được yêu thương và có một gia đình trọn vẹn. Thưa quý vị, chắc hẳn mỗi chúng ta đều còn nguyên những cảm xúc phẫn nộ tột cùng khi theo dõi vụ việc trút đòn roi lên con riêng của người tình tại một chung cư ở quận Bình Thạnh, khiến cho nạn nhân tử vong diễn ra cách đây vài tháng. Mới đây, sau một thời gian điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra. Theo đó, Nguyễn Kim Trung Thái và người tình bị cáo buộc có liên quan đến sự ra đi của bé VA và 2 đối tượng này bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh. Cụ thể, theo thông tin trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận điều tra vụ rỉ ghẻ và cha ruột tàn độc làm bé gái tử vong. Ngày 19 tháng 4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, quê Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Liên quan đến vụ án, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị truy tố Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, ngụ tại quận 1, người tình của Trang, về 2 tội danh hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là cháu NTVA, sinh năm 2013, là con ruột của Thái. Kết luận điều tra thể hiện Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Trung Thái. Sau đó Trang dọn về sống cùng Thái và cháu VA, con của Thái với vợ cũ, tại chung cư Saigon Pearl thuộc đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Qua thời gian dài sinh sống, Trang nhiều lần tác động vật lý với A, gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang đã dùng roi mây để răn dạy cháu A và tiếp tục dùng gậy gỗ ra tay khi roi mây gãy. Thái nhiều lần chứng kiến bé A bị Trang trút đòn roi bằng gậy gỗ hay roi mây, có thể ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng không can ngăn. Đồng thời, Thái cũng chửi và đánh con. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, cháu A học bài online. Quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy, Trang liên lạc cho Thái về. Trở về nhà, Thái ôm cháu A vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe của cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên, cháu A đã tử vong sau đó. Trước đó, sau khi cháu A tử vong, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng khôi phục toàn bộ các video trong camera an ninh gốc tại nhà Nguyễn Kim Trung Thái. Hình ảnh cuối cùng về bé NTVA sau 4 giờ bị đối xử tàn độc liên tiếp là bé không còn sức sống và đã nằm lả người trên giường. Sau đó Nguyễn Kim Trung Thái và người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang mới đưa cháu đến bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. Bên cạnh đó, thông tin báo Người Lao động cho biết, Nguyễn Kim Trung Thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình. Tuy nhiên, cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can Quỳnh Trang đã gây ra đối với nạn nhân. Bên cạnh đó, một thông tin khác cho biết, ngày 22 tháng 12 năm 2021, trong suốt 4 giờ, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gỗ to và dài, ra tay liên tiếp vào cháu VA, trong đó có cả vùng đầu và trán. Đồng thời, người phụ nữ này còn dùng chân tác động vào những vùng nhạy cảm của cháu. Trang còn dùng dây buộc tay chân đến khi VA bị kiệt sức, nhưng vẫn bắt cháu quỳ học vừa uống nước. Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu, khiến cho cháu gái bị kiệt sức. Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an TP HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam đã chỉ đạo điều tra xử lý các cá nhân gây ra hậu quả của vụ việc để làm án điểm xử lý nghiêm. Bà NTH, mẹ bé VA, đã gửi đơn đến Công an TP HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM, Công an quận Bình Thạnh yêu cầu tăng hình phạt đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái về hành vi đoạt mạng người và đối xử tàn độc với người khác sau khi Công an quận Bình Thạnh khởi tố Trang về tội hành hạ người khác. Liên quan đến vụ việc, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức yêu cầu Công an TP HCM khẩn trương phối hợp với Công an quận Bình Thạnh làm rõ vụ án mạng, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan. Trước đó, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư TP HCM đã có những nhận định về khung hình phạt cao nhất mà các đối tượng này có thể đối diện. Luật sư Nguyễn Đức Chánh cho biết, dựa trên thông tin do cơ quan báo chí đã đăng tải về việc bị can Trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để tác động vào cơ thể nạn nhân nhỏ tuổi, đặc biệt là tác động trực tiếp vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người, thì đây là hành vi rất nguy hiểm, hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong. Do đó, dù có hay không có ý định tước đoạt tính mạng của cháu A từ trước, thì việc Trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đoạt mạng người là hoàn toàn chính xác. Luật sư Chánh giải thích, việc dùng hung khí tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người, thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra. Mặt khác, hành vi tàn độc của Trang không phải là sự bộc phát nhất thời, xảy ra trong thời gian ngắn, mà hành vi được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian dài, từ 14 giờ đến 18 giờ. Nhận định về mức án trên cơ sở tính chất hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Theo luật sư, khung hình phạt sẽ được xem xét ở điểm B khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự với hành vi đoạt mạng người dưới 16 tuổi. Bị can Quỳnh Trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài tội danh đoạt mạng người được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung, bị can Quỳnh Trang còn bị khởi tố về tội đối xử tàn ác với người khác theo điều 140 Bộ Luật Hình sự. Với tội danh này, bị can Quỳnh Trang có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 đến 3 năm vì phạm tội với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ, quy định tại mục A khoản 2. Về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can Nguyễn Kim Trung Thái, luật sư Nguyễn Đức Chánh cho rằng cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra hai tội đối xử tàn ác với người khác và che giấu tội phạm. Với tội đối xử tàn ác với người khác, bị can Thái có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 3 năm vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ, quy định tại mục A khoản 2. Về tội che giấu tội phạm, bị can có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm theo quy định tại khoản 2 điều 389 Bộ Luật Hình sự. Nếu có căn cứ xác định bị can Nguyễn Kim Trung Thái xóa các video trong camera an ninh ghi lại hành vi phạm tội của bị can Quỳnh Trang, thì đó là những hành vi bao che cho người phạm tội nhằm mục đích xóa dấu vết, gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm. Thưa quý vị, vụ án đang được tiến hành xử lý theo đúng quy trình của pháp luật và kẻ thủ ác sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho những hành vi mất nhân tính đã cướp đi sinh mạng của bé VA. Những thông tin mới nhất về diễn biến điều tra cũng như mức án dành cho hai đối tượng này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Nếu đây là tin tức mà quý vị quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.